Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn hơn 7.000 người đã đăng ký theo dõi kênh. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để chúng tôi không ngừng sáng tạo và cải thiện nội dung. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Hôm nay là ngày Halloween, một ngày lễ mà chúng ta vẫn thường gọi là lễ hội ma quỷ. Nhân dịp này thì Dynoman tôi cũng thử nghiên cứu về một vài câu chuyện ma quỷ, quái vật hay những sinh vật huyền bí có liên quan đến khủng long. Các bạn biết đấy, nhiều người trong chúng ta có sự yêu thích đặc biệt với các sinh vật huyền bí, bất kể là từ thuở sơ khai mông muội cho đến khi khoa học công nghệ đã thịnh hành và thay đổi cuộc sống của nhân loại. Với suy nghĩ rằng thế giới còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá hết, nhiều người vẫn tin rằng ở đâu đó ngoài kia có những sinh vật huyền bí đang ẩn náu với những hình thù kỳ dị, quái lạ và sự nguy hiểm không ai có thể lường trước được. Thậm chí là mỗi sinh vật qua lời kể của những người khác nhau lại có hình thù khác nhau. Và kể từ khi khủng long được con người biết tới thì đã có những quái vật được kể lại có hình dạng giống khủng long từ những nhân chứng nhìn thấy chúng. Điều đây có phải là sự trùng hợp? Và chúng là gì? Là đại diện của ma quỷ hay bóng ma của những sinh vật thời tiền sử đã tuyệt chủng từ lâu? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV lần lại ba quái vật huyền bí được cho là giống khủng long mà chúng ta từng biết tới. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, quái vật Loch Ness. Quái vật Loch Ness hiển nhiên là đã quá nổi tiếng và đã có nhiều video, nhiều kênh đã đề cập tới chân tướng của con quái vật này. Bản thân Mê Khủng Long TV cũng đã phân tích vấn đề quái vật Loch Ness có phải khủng long hay không trong một clip khác cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, vì đây là trường hợp nổi tiếng nhất trong số những quái vật được cho là một loài khủng long nào đó còn tồn tại cho đến tận ngày nay, nên chúng ta chắc chắn là không thể bỏ qua. Một trong những lần nhìn thấy quái vật Loch Ness ghê rợn nhất từ các nhân chứng là vào ngày 22 tháng 7 năm 1933, khi George Spicer và vợ ông nhìn thấy một con vật kỳ lạ nhất mà họ từng thấy trong đời bằng ngang cả phía trước xe hơi của họ. Họ mô tả con vật có phần thân lớn, cao khoảng 1,2 mét, dài khoảng 8 mét. Nó có một cái cổ dài nhưng không quá dài, mảnh hơn vòi của một con voi và dài khoảng 3-4 mét. Khi băng qua đường, có vẻ sức nặng của nó đã để lại một vết nứt dài trên mặt đường. Không chỉ vậy, Spicer còn tả rằng nó đang ngậm một con vật gì đó đẫm máu trong miệng như vừa mới săn mồi xong. Con vật di chuyển rất nhanh về phía hồ và biến mất trong màn đêm, để lại sự hoang mang cho cặp vợ chồng nhà Spicer. Spicer cũng chính là người đầu tiên mô tả quái vật Loch Ness như một con khủng long cổ dài sống dưới hồ, và điều này đã khiến cho dư luận phương Tây dậy sóng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những mô tả đáng sợ của Spicer hầu như lại chẳng khiến người ta tránh xa Loch Ness, mà lại càng khiến những người tò mò tìm đến đây hơn, đồng thời số lần báo cáo về việc nhìn thấy quái vật cũng gia tăng dần. Tuy nhiên, sự bất nhất của các quan sát khiến cho người ta không thể có hình dung nào đủ cụ thể về quái vật Loch Ness. Nếu chỉ xét riêng báo cáo của Spicer cho rằng quái vật Loch Ness là một con khủng long cổ dài, vậy thì nó làm cái quái gì với con mồi ở trong miệng? Tất cả các loài khủng long cổ dài đều được biết đến là những con bò sát ăn thực vật, và nếu có gì đó trong miệng nó thì đó nên là lá cây mới đúng. Vào năm 2013 thì một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Columbia, Mỹ đã đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh lời tường thuật của Spicer là tin giả và cho rằng Spicer đã tưởng tượng ra con quái vật theo hình tượng con khủng long cổ dài xuất hiện trong bộ phim King Kong được công chiếu cùng năm và rất nổi tiếng tại các rạp phim ở London, quê nhà của vợ chồng Spicer. Thứ hai, Mokele Mbembe. Mokele Mbembe nghe có vẻ giống như là một cái tên hơi khó đọc và khó nhớ với chúng ta, nhưng với người dân sống quanh các con sông tại Congo thì cái tên này lại là một nỗi sợ hãi. Trong thổ ngữ Lingala, Mokele Mbembe có nghĩa là con quái vật chặn đứng các dòng sông. Cư dân bản địa mô tả con quái vật này xấu một cái cổ dài, đuôi dài cùng những dấu chân có hình dạng tròn với ba móng vuốt, rất giống với những gì chúng ta biết về một con sauropod hay còn gọi là khủng long cổ dài. Những người dân bản địa khi vẽ hình thù của Mokele Mbembe trên cát thì trông hình vẽ của họ rất giống khủng long cổ dài. Không chỉ vậy, khi được các nhà thám hiểm cho xem hình của khủng long cổ dài, họ cũng gọi hình ảnh đó là Mokele Mbembe. Kích cỡ của Mokele Mbembe nằm đâu đó giữa một con hà mã và một con voi châu Phi, dài khoảng 5-10 mét, riêng cái cổ từ 1,6-3,3 mét, cũng tương đương với cái đuôi của nó. Thậm chí là có những báo cáo từ Cameroon cho biết có người đã nhìn thấy Mokele Mbembe với chiều dài lên đến gần 23 mét. Có báo cáo còn thuật lại họ đã nhìn thấy con vật có sừng hoặc diềm ở sau đầu. Tại một nhà thờ ở Ireland cũng lưu giữ một bức tượng có nguồn gốc từ Tây Phi, khắc họa một sinh vật có hình thù kỳ lạ mà những nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí tin rằng đó chính là Mokele Mbembe. Đó là một con vật có vảy với cái cổ dài, đầu nhỏ, chân có móng vuốt và đuôi dài. Bám trên mông của nó là một con vật có cấu trúc gần tương tự ngoại trừ việc không có cổ dài. Người ta không rõ về nguồn gốc của bức tượng này nhưng nó đã hiện diện tại nhà thờ từ những năm 1950. Theo lời kể của các thổ dân ở khu vực đầm vầy Likuala,
Một cái lem bê bê không ăn thịt người, nó chỉ thích ăn các loại thực vật quanh đầm lầy và dành phần lớn thời gian sống dưới nước, trừ khi di chuyển và ăn. Tuy nhiên nó không thích hà mã và sẵn sàng giết chết bất kỳ con hà mã nào trong tầm mắt. Dù vậy thì cũng có báo cáo cho rằng Mokele Mbembe thường xuyên lật thuyền của con người, giết họ một cách kén họ đến chết hoặc đập họ bằng đuôi, dù không ăn thịt. Nhiều đoàn thám hiểm đã lên đường tìm kiếm Mokele Mbembe, nhưng thứ nhiều nhất mà họ tìm thấy chỉ là những dấu chân lạ lùng mà theo các chuyên gia về khủng long, thì số ngón chân của chúng không khớp với bất kỳ loài khủng long cổ dài nào cả. Một số người thì lý giải rằng Mokele Mbembe thực chất là một con thằn lằn khổng lồ, cũng có thể là một con voi hoặc một con tê tê đột biến có kích thước ngoại cỡ. Thứ ba, Casyrex. Châu Phi là một mảnh đất lý tưởng cho những tin đồn và truyền thuyết về các sinh vật huyền bí. Bởi đây là một khu vực mà thiên nhiên hoang dã còn chiếm một diện tích khá lớn, nhiều khu vực còn chưa tiếp cận được nhiều với thế giới hiện đại. Trong khi đó thì các tín ngưỡng dân gian hết sức thịnh hành, trong đó họ thường lý giải những hiện tượng chưa biết bằng yếu tố siêu nhiên, thần thánh, ma quỷ hay quái vật. Vào năm 1932 thì một thợ săn giàu kinh nghiệm người Thụy Điển tên là John Johnson vì muốn săn một con voi lớn đã tiến vào vùng đồng cỏ savan hoang dã ở thung lũng Kasai tại đất nước Trung Phi. Họ nhanh chóng cảm thấy hào hứng khi phát hiện ra hai con voi. Khi Johnson định giương súng lên bắn voi từ khoảng cách 44m, một sinh vật kỳ lạ bỗng nhảy sổ ra từ bụi cỏ savanna về phía họ. Johnson tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng quay súng bắn 3 phát về phía sinh vật này và trúng được một phát. Con vật không biết vì đau hay vì không muốn dây dưa với những kẻ lạ đã quay lưng bỏ đi rất nhanh. Johnson tiếp tục nhìn thấy con vật kỳ lạ này khi họ đi ngang qua một đầm lầy và kinh hoàng hơn là nó đang ăn thịt một con tê giác. Với chỉ một cú cắn thì nó đã xé toang cái chân con tê giác như cách bạn xé một tờ giấy vậy. Johnson định giơ súng lên bắn con vật nhưng hóa ra cây súng của ông đã bị người tùy tùng hoảng sợ bỏ chạy lấy đi mất. Nhờ vẫn còn đó trong tay chiếc máy ảnh, vậy là Johnson giơ máy lên chụp. Nghe tiếng click của máy ảnh thì con vật mau chóng trốn xuống đầm, để lại cái xác con tê giác đẫm máu nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Kể lại với những người khác thì Johnson nói rằng con vật có màu đỏ, sọc đen, mõm dài với rất nhiều răng. Ông cho rằng nó phải dài đến 13m, chi sau rất to khỏe và rất giống một con khủng long bạo chúa. Chính vì thế mà tờ báo địa phương Rhodesia Herald ghi thuật lại lời kể của John đã đặt biệt danh cho con quái vật là Casyrex, lấy cảm hứng từ T-Rex. Một năm sau đó thì một nhóm thợ săn khác quyết đi đến địa điểm mà John đã kể để săn Casyrex vì nghĩ rằng đó là một con cá sấu khổng lồ, và một con cá sấu khổng lồ thì bộ da của nó nếu bán chắc chắn sẽ rất được giá. Và khi đến chính đầm lầy mà John đã gặp con quái vật lần hai, thì họ lại gặp một con vật khổng lồ với cái đuôi màu đỏ như John đã mô tả. Họ lên đàn và chuẩn bị khai hỏa thì rất nhanh, con vật đã trốn xuống đầm, đồng thời gửi lại một cú quật đuôi đánh ngã một thợ săn trong đoàn và làm gãy tay người này. Trong một câu chuyện khác đáng sợ hơn, vào năm 1951 thì một nhà động vật học kiêm thợ săn lừng danh tên là Robert Henderson đã tiến hành một chuyến thám hiểm bằng xe jeep tới thung lũng Kasai, nếu ông tin mình sẽ tìm thấy những loài động vật mới và dự kiến trở về trong vòng 6 ngày. Tuy nhiên sau ngày thứ 6 thì những người thân cận không thể thấy Henderson và đoàn tùy tùng quay trở lại. Sau khi chờ đợi thêm vài ngày vì nghĩ rằng đoàn thám hiểm bị trì hoãn bởi mưa nhưng không thấy tăm hơi họ đâu, thì những người thân cận quyết định gửi một đội tìm kiếm đi tìm Henderson. Sau vài ngày lần theo những dấu vết mà Henderson để lại, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy đoàn thám hiểm nhưng không phải theo cách mà họ nghĩ. Một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra, lán trại bị phá hủy hoàn toàn, cây đó khoảng 10m là những mảnh thi thể của các tùy tùng, gồm nhiều bộ phận khác nhau với những vết rách. Những mảnh thi thể này nằm lộn xộn nên không thể phân biệt của ai với của ai. Về phần Henderson thì tất cả những gì người ta tìm thấy chỉ là một cánh tay với bàn tay trong tình trạng hết sức thê thảm. Cuộc điều tra sau đó nêu giả thuyết là họ đã bị tấn công bởi những kẻ săn trộm, nhưng điều kỳ lạ là các dấu vết để lại không hề trùng khớp với đạn hay dao. Một giả thuyết khác là một con vật hoang dã đã tấn công họ, nhưng ở châu Phi lại có loài động vật nào có thể tấn công và giết chết cả 6 người thợ săn trang bị súng ống đầy đủ mà không bị thương vong? Vụ án sau đó đã khép lại mà không hề có một lời giải đáp thỏa đáng. Một số tin đồn cho rằng thủ phạm của vụ tấn công chính là con quái vật Casyrex. Nghe thì có vẻ ghê rợn đấy, nhưng trước khi bạn tin những điều này là thật, cần biết rằng câu chuyện về John Henderson hầu như không được tìm thấy ở bất cứ nguồn uy tín nào ngoài những trang về sinh vật huyền bí trên mạng. Đồng thời, những bức ảnh chụp được cho là ghi lại Casyrex đã bị chứng minh là giả và dàn dựng. Hình tượng Casyrex trong các bức ảnh đó cũng không hề giống nhau. Chính vì thế, sự tồn tại của Casyrex bị nghi ngờ mạnh mẽ ngay cả trong chính giới đam mê sinh vật huyền bí. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay về những bóng ma quái vật huyền bí mà người ta tin là khủng long còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Dù vậy thì tôi vẫn tin vào những bằng chứng khoa học hơn là các câu chuyện truyền miệng về sự tồn tại của chúng. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Và nếu thấy video hay thì đừng quên đăng ký và theo dõi các video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.